Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad nha. Úi dồi, vừa lao xuống đã có cây M4 trên tay rồi. Rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà quên check một cái là không biết có ai ở đây không. Thôi cứ lút đã. Tính sau nha bạn. Trời ơi, nó thấy tôi. Vâng, nóc được một thằng rồi. Rồi, nóc hai này. Ôi, chả thấy gì luôn anh em ạ. Thế luôn, mình nhìn thấy nó cứ mờ mờ mờ, cục đen đen gì. Thấy bừa rồi. Nằm bơm máu này. Ok, xong rồi nhá. Vâng, đây hình như vừa xảy ra một cuộc bắn nhau cực mạnh ở đây. Vâng, một buổi liên hoan xác thịt. Nãy mình cũng lượn qua đây nhưng mình không thấy. Thấy nó một cười. Vâng, đây có flare gun. Và đạn biến mất rồi, chắc bắn rồi thì phải. Ờ, hình như cục thính ở bên kia. Nhưng mà thôi, mình không cần thính nữa, mình cần người cơ. Bây giờ người quan trọng hơn. Mình muốn được nhiều kill cơ.
Vâng, ở đây có một con xe này. Chắc chắn là có người rồi. Úi, một quả bom rơi nhẹ qua trước mặt. Ờ, thấy mình rồi này. Nhìn cái gì mà nhìn. Một thằng nữa. Vâng, hình như là đúng rồi. Ơ, sao lại là nóc nhỉ? Thế là một thằng kill luôn và một thằng nóc. Vãi trưởng thật. Và như vậy thì team này vẫn chưa lia đâu. Vẫn còn đây nhà mà. Vâng, mình nghe thấy tiếng chân này. Ôi kìa. Cái gì đây? Vâng, Việt Nam. Trời ơi. Tự dưng nó cất súng nó chạy xuống. Có khi lại biết mình em ạ. Thế các bạn luôn là lâu lâu mình solo squad đấy. Toàn người biết mình thôi. Xong rồi chạy lại team up các thứ. Nhưng mà bạn này mình phát hiện không kịp rồi. Ông phải đứng từ xa ông nhảy nhảy lên thì người ta mới biết được chứ. Vâng, không biết sao đồi còn người hay không. Vâng, tìm nó ở đâu, sao không chạy lại cứu đi nhờ. Để mình bật mic on xem nó nói gì. Trời ơi, biết ngay mà. Thế với các bạn luôn chứ. Cũng có một số là muốn chạy lại giết mình, nhưng mà cũng có một số chạy lại muốn team up cùng. Rất là vui luôn. Nhưng mà bạn này chạy lại mình cũng không biết là như nào, mình sấy trước cho nó chắc. Vâng, đây ở ngoài bo em ạ. Phải vào bo rồi. Vâng, các bạn ấy tìm mình rất là dễ luôn. Tại vì mỗi trận mà có mình ấy, mình hay đi săn lắm. Cứ đi lòng vòng là gặp mình à. Cơ mà nhiều trận gặp nhiều người biết mình quá ấy. Nó đi săn mình nhiều. Thế là mỗi lần bắn nhau một phát là ui, nó bu lại cả mà. Nhiều lúc không giết nổi ấy. Còn bình thường như này thì lại không thấy ai. Rất là chán. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Cố gắng những lần mà các bạn bu lại nhiều, mình sẽ cố gắng sống sót. Ủa gì đây? Trời ơi, ui vãi. Rồi đây chắc chắn là cái team của cái thằng lúc nãy rồi. Nằm ngoài đường thế này cơ mà. Vô lý. Trời ơi, ai đó lại làm mù mắt tôi bằng một pha sấy AKM Silent. Wow. Thì xem bạn ấy sấy trúng mình không nào. Trời ơi, vừa đi vừa bắn luôn. Vãi trưởng thật, Ngọc Ánh 004. Bạn ấy hình như là con gái thì phải. Vâng. Quanh đây chắc hết rồi. Đi kiếm nốt nào. Còn 4 người nữa mà thôi. Có khi nào là một team không ta? Team 4. Ấy chà, có tiếng súng, có cả tiếng xe luôn. Trời ơi, IQ vô cực, đây này. Vâng, bạn ấy dừng lại đổi ghế và sấy mình nhưng mà sấy không kịp. Và đây là một pha, một team bắn một trong truyền thuyết đây sao. Đẩy ngu nè. Một bé. Thằng này chắc chắn cầm snip rồi. Đấy, snip thì phải bắn như thế này. Lắc mỗi cái đầu ra bắn vỡ đầu ấy. Vâng, nó khai rồi. Đấy, lấy thịt đè người cho cố vô. Vâng, khi team tôi còn 4 và trên bản đồ chỉ còn một người nữa thì chắc chắn mọi người sẽ như thế này.
Đây đây, thằng cuối cùng. Ok nhá. Vâng. Và chắc chắn rồi. Mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ đừng quên để lại một like và comment bên dưới video của mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.